Rồi, hai Giang chào tất cả mọi người nha, đã trở lại với video của Giang nha mọi người. Thì ngày qua Tết đến nha, Giang xin chúc tất cả mọi người xem video của Giang này thật nhiều sức khỏe nha mọi người. Thì năm cũng như thường lệ mọi năm nào cũng vậy á, Giang sẽ đi quay quay cảnh hoa Tết ở chợ Thủ Dầu Một cho mọi người xem nha. Đó, ở đây khu này thì chợ bán hoa của khuôn viên Thủ Dầu Một. Còn chỗ ngoài kia là chỗ đường Bạch Đằng á mọi người, là cũng có bán một cái chợ hoa cũng rất là lớn nha. Mai Giang sẽ quay hai chỗ nha mọi người. Đó, mời mọi người cùng đi theo chân Giang xem hoa Tết chuẩn bị bước cái năm 2023 như thế nào nha. Coi thử nó có đẹp không nha mọi người. Rồi, mời mọi người cùng đi. Sau lưng Giang là cũng có mấy cây mai họ trưng bày sẵn ngoài mé đường nha. Đây là đường Đại lộ Bình Dương nha mọi người. Giờ đi thôi. Thì năm nay tình hình kinh tế theo Giang được biết nó cũng khó khăn mọi người, nên là ban đầu thì thấy người dân người ta bán hoa nói chung là cũng rất là ít chứ không có là nhiều, mà cũng chưa biết được, để mình đi sâu vào trong phía trong thử coi nó coi thử nó có nhiều ít nha mọi người, chứ giờ Giang không biết nha. Đây là có mấy cây mai mọi người, mấy cây mai này nói chung là chắc cũng tiền nhiều lắm. Ôi rồi xem chút lũi vô rồi. Đây là 1 phút mọi người. Ở phía trong mấy cái đám cây đó là công viên nha mọi người. Đây đây chỗ bán hoa ngoài đường nè, nó chỗ nào thuê hết nha mọi người. Nói chung là ở đây cũng có đào nè. Ngoài Bắc thường thường ta trưng đào, nhưng mà trong Nam cái này thì thường thường là cũng ấy đó nha. Nha mọi người cũng chơi chơi đào đó. À, cái bông nhỏ li ti. Đó, giờ ông chưa biết bao giờ. Dạ. Anh chơi anh. Dạ. Anh chơi tết đi. Dạ. Quay cái lừa lừa hả? Lừa miệng lừa hả? Đó. Có nhiều loại bông đào nha mọi người. Ở trong Bình Dương này nó như mấy cái nụ nhỏ nhỏ này chuẩn bị ra nè. Tại đó nhà Giang thì có mai, nhưng mà ở đây mới thấy đào lần đầu tiên. Đó. Thì sắp tới đây thì tới khúc này là đó mọi người, sao mọi người thấy đó. Xây dựng thành phố Thủ Một nha. Ở trong này cái khu trong này nó bán hoa cũng nhiều lắm mọi người. Giờ Giang sẽ đi vô sát trong này quay luôn cho mọi người xem nha. Có mấy cái chậu này, chậu mai, mấy chậu mai này nó có để giá sẵn nha mọi người. Đó, nó treo giá sẵn rồi. Cây này là 80 triệu này. Đây là bông nhãn thọ. Đó, đây mai nè. Quá trời bông luôn. Còn cây này nhiêu ta mọi người? Cây này 7 triệu rưỡi nha mọi người. Có để giá cho à. Cây này là 7 triệu 2 nha mọi người. Đó, thôi bây giờ mình sẽ đi lại chỗ này mọi người ơi. Đó. Còn ở đây thì để dân dựng xe ở đây, dân quay mấy cái bông bông đá này cho mọi người xem nha. Đây mọi người thấy không? Mấy cái bông nhỏ 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 này đẹp lắm nha mọi người. Đây là có anh chị cũng đang mua mấy bông nhỏ. Này kêu bông đá nâu. Nói chung là nó quá trời luôn. Khác nhau mọi người. Đây anh chủ bán. Review xíu nha anh. Anh chủ bán hoa rất dễ thương nha mọi người. Dạ. Giới thiệu luôn. Từ đây Tết còn 4 ngày mà nghe mọi người, ai cũng mua tới đây nha. Ủng hộ cho anh luôn. Ở trong kia đó nha mọi người. Giờ Giang sẽ đi vòng phía trong nha. Đây. Vô đây đẹp hơn mọi người ơi. Ui ơi, quá trời luôn. Nói chung là bạn bè nào muốn chơi mấy cái này thì chơi. Đây là có cái này đẹp à. Nói chung là nó cũng cứng cáp lắm nha mọi người, nó không có dễ gãy đâu. Đây. Còn cái này cái gì? Mai đỏ, cái này là kêu cái mai đỏ mọi người.
Rồi cái này còn đẹp hơn nha mọi người. Cái này nó có dây 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 xuống đây luôn nè. Người ta khoan mấy cái lỗ rồi nó bắt vô á. Còn khu trong đây là hoa Tết, đây có cây mai chà bá lửa luôn. Đó, bán hoa xong tặng luôn cái chậu này luôn nè. Chậu này xe tải 3 tấn rưỡi 4 tấn chở mới nổi mà. Đây mọi người. Còn đây là cây mai to quá trời luôn. Và mọi người biết còn nguyên cái khu trong kia nữa nha mọi người. Nguyên cái khu trong kia nữa, bây giờ Giang sẽ đi sát vô trong kia luôn. Quay sát vô trong cho mọi người xem luôn. Đây chú nữa mai. Mai này một cây khoảng bao nhiêu chú? Đây 3 triệu rưỡi mọi người. Cây nhỏ nhỏ này thì 2 triệu. Cây này cũng 3 triệu luôn. Nói chung mấy cái bông này nó vừa tới Tết là nó sẽ nở ra nha mọi người. Đó. Còn cây này mới khiếp nè. Người thấy cái gốc nó chưa? Khủng luôn. Đây. Bây giờ mình sẽ Giang sẽ đi sát với trong quay cho mọi người xem nữa nha. Đó, thấy không? Ở đây là ngoài lộ nha. Mình đi vô trong đây là khu chỗ gần công viên Thanh Lễ nha mọi người. Còn cây mai là cây mai khủng luôn nè. Đó, thấy chưa? Hàng này hàng khủng luôn. Người thấy không? Bông hết quá trời bông luôn. Nhà Giang cũng có mai nữa mọi người, nhưng mà mấy cây mai nhỏ 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 không à. Quay lên trời, trời ơi. Dạ dạ. Nhưng mà năm nay khó khăn á. Nên là có qua đây nha mọi người. Đây có bông giấy đồ đẹp quá trời luôn. Hôm nay khó khăn á là người ta toàn là thấy thương lái không à, chứ không có thấy người đi mua nha. Còn ai muốn chơi hàng nhỏ nhỏ thì qua đây. Bông giấy đồ. Rồi đi sâu vô trong nha mọi người. Giờ quay bên đây trước á. Nói chung là mấy cây mai thấy to to bự bự thiệt luôn, nhưng mà nó cũng rẻ lắm mọi người, nó không mắc. Cũng như chú hồi nãy chia sẻ đó. Cây nhỏ tầm này thì tầm độ 3 triệu, 2 triệu rưỡi, 1 triệu rưỡi nha. Không có đến nổi. Mua mấy cái này vô chậu sẵn à. Chạy lái có một tay mà lao vô trong cái đám kiển cây hoa của người ta. Đổ bể hết, sóc xong luôn á. Đó, còn mấy này mọi người thấy không? Bông giấy đẹp quá trời luôn. Cây mai này nhỏ xíu mà nở bông nè. Đang cạnh luôn, toàn là màu xanh. Hôm nay mình sẽ cố gắng quay cái này là mới bắt đầu cái chỗ đầu tiên thôi nha mọi người. Còn cái chỗ thứ hai ở ngoài kia thì nó còn lớn hơn chỗ này nữa nha mọi người. Đó. Ai mua nguyên cái băng đá nè mọi người. Mua nguyên băng đá này có hình cây mai trên đây nè. Ở đây trồng rau ngò gai luôn nha. Mua về xong rồi nấu mì rồi ăn luôn cũng được nữa. Đây cây mai này, mai này khủng nè. Thơm quá mọi người. Đi lọt vô trong này mấy cây này mai này nhìn thơm lắm. Bông trắng luôn. Rồi giờ bắt đầu mình sẽ qua đường bên đây nha mọi người. Thời gian sẽ qua đường bên đây. Những bán mai mà còn bán lúa nữa nè, cây lúa nè, cái bắp nữa nè. Nói chung là tượng trưng cho năm mới có nhiều lúa gạo vô nhà mọi người. Đó, xe trước đây xe. Còn đây là mấy cây tắc nè, cây Việt Quốc nè. Trái từ tên hướng tới gốc luôn. Đó, còn mấy cái bông này bông gì ra không biết mọi người. Nhưng mà thơm lắm, nó thơm mùi mật ong lắm. Đó. Giờ đi ra thôi. Giờ Giang sẽ đi ra, giờ chỉ chạy qua bên chỗ ở ngoài ngoài đường đường Việt Sinh nha mọi người. Khu đó là khu gần sông Bạch Đằng đó. Hướng về Củ Chi. Rồi đây có cây khủng nữa nè. Đào mọi người. Đào bông nè.
Này bông vạn thọ nha mọi người, bông vạn thọ này đẹp ghê chưa? Đọc sẵn vô rồi. Nói chung là Giang cũng quay cho mọi người xem thôi chứ cũng không có dám đi vô sâu vào trong cái chỗ bán của người ta. Mình cũng phải giữ cái độ lịch sự một tí nha mọi người. Còn ở đây là có mấy cái mai kiến thủy nhỏ 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 nè. Không, dễ thương không? Ô, giờ Giang sẽ đi đi ra ngoài chợ Bình Dương nha mọi người. Đó, giờ khu này hết rồi đó. Thì bây giờ hồi nãy là điểm đến thứ nhất nha mọi người. Giờ đây là điểm đến thứ hai nha. Điểm đến thứ hai thì tới cái chỗ này là kêu bằng trung tâm thương mại dịch vụ Bạch Đằng nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Ở dưới xuống dưới cái chân của cái bảng hiệu nè. Người thấy chưa? Hoa nè. Hoa hết biết luôn. Đó. Quá trời đẹp luôn mọi người ơi. Đó mọi người, bây giờ Giang sẽ đi sâu vào phía trong nha mọi người. Quay cho mọi người xem nha. Đó, hồi trước Giang cũng có đi vô đây, Giang xem thử rồi. Mà nó chưa có trưng bày hoa nhiều nha. Còn bữa nay cách đây 3 ngày là thấy nhìn thấy quá trời luôn. Đó, giờ mình cũng quẹo qua cái đường bên đây trước nha mọi người. Xong rồi mình sẽ đi vòng qua cái đường này. Ở đây. Biết có chỗ nào mình dựng xe để mình vô mình quay được không nha mọi người. Ở đây nó yên tĩnh hơn cái chỗ bên kia. Nhưng mà hoa là chắc nhiều hơn chỗ bên kia nha mọi người. Đây, cái chỗ này. Mấy cây mai nhỏ li ti ti này nhìn nó dễ thương lắm. Đây có mấy cái khế rồi, mấy cái khế này dữ dằn luôn mọi người. Cái khế này tiền nhiều lắm. Cái gốc của nó tuổi đời cái gốc của nó như vậy á, còn nếu mà bán lâu lắm nó mới bự vậy nha mọi người. Còn đây là chỗ này bông giấy. Bông giấy này là tượng trưng cho tiền nha mọi người. Còn đây là mấy cái bông gì nhỏ nhỏ ti ti này. Rồi, xong. Bên kia thấy bông giấy quá nhiều luôn. Đây mọi người, đây mai giấy. Bông giấy khủng chưa? Sâu đây. Thôi nói chung là năm năm nào ở đây Giang cũng có còn làm ở Bình Dương thì Giang cũng có quay cảnh chợ hoa Tết ở Bình Dương cho mọi người xem nha. Đó, mọi người cảm thấy hay thì đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Giang nha mọi người. Quá trời dữ. Đó, có cái mai mấy cái bông giấy này kêu mà bông giấy Nhật cái bông giấy Thái gì không chạy đại luôn. Bông giấy mà chín thưa các loại bông giấy luôn, xanh đỏ tím vàng đầy đủ. À,
giờ qua đây, qua đây quay nghịch tay hơn mọi người. Đó mọi người xem video mọi người cứ bình luận ở phía dưới coi thử hôm nay người ta bán cái bông hoa gì nó nhiều nha mọi người. Đó nhưng mà mọi người cứ bình luận ở dưới đi thử cái cây nào nhiều nhất. Còn hướng ra đây là sông Bạch Đằng nhé mọi người. Ở đây chủ yếu là thấy người ta bán mấy cái bông cúc nhiều, cúc vàng. Đó. Ở đây có dịch vụ nếu mà bà con người ta mua nằm ở gần nhà thì nếu như xe ba gác nó chở mấy cái này tới chỗ luôn nè. Nói chung là nó bán nó cũng tính giá trong đó rồi, người ta bán nó tính giá trong đó hết rồi mọi người. Đó, mọi người thấy không, ở tuốt ở ngoài đây là qua bên kia là qua đây là cái cầu xe đang chạy chạy đó là cầu Phú Cường nha mọi người. Đẹp vô cùng. Chị Hóa đi vô đây quay cho mọi người xem nha. Ok, bằng giấy này cái ghép mà cái bông nó lạ lắm mọi người. Rồi giờ mình sẽ đi vòng về phía bên đây mọi người, đi vòng qua cái tòa nhà này. Rồi tiếp tục mọi người. Khi nào ra quân em? 24 hả? Vậy là mới vô hả? Ông mới vô sao được đi ra ngoài ta? À, thì em tính quy định. Thằng đi mua bông tặng sếp. Đã. Mua bông tặng sếp phải không? Bông sếp thì sếp à? Chán sếp rồi nha mọi người, em là chán sếp rồi. À, Giang Vlog. À. Rồi, thôi nói chung là chọc hai em bộ đội nó vui mọi người. Thì giờ Giang sẽ đi qua phía bên đây. Ngày nay phía bên đây thì nói chung là bán mấy cái hoa nhỏ hơn mọi người, mấy hoa mini. Khu này bán hoa mini nhiều hơn. Nó phân loại ra nha mọi người, chỗ bán mai này mai kia nhiều. Còn khu bên đây thì nó bán hoa mini này, hoa ta cái chậu nhỏ 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 xinh xinh nè. Nói chung mấy cái chậu nhỏ xinh xinh này thì mình mua số lượng nhiều á, về nhà mình trưng bày nó đẹp. Còn dạ vậy. Còn đây là bán dưa nè mọi người. Rồi qua đây mọi người, đường nào một Giang không biết nè. Rồi để Giang quay đầu xe qua đây, Giang sẽ quay cái cây mà kêu cây gì ta, cái bông trang mọi người. Đúng rồi, cây bông trang. Năm nào Giang cũng quay cây bông trang này, nói chung là năm nào Giang lại cái khu này cũng quay cây bông trang này mọi người. Cây bông trang này đẹp lắm, có thể 200-300 triệu á. Này có người mua nè. Đây người thấy chưa, hồi năm rồi có cây to đó nhiều người, còn năm nay có chỉ còn được hai cây nhỏ thôi nè. Đó, người ta uống lượng đẹp cực kỳ luôn. Rồi thôi giờ đi tới đây mọi người. Đó, thấy không, ở đây là bông 10 giờ ở bông mồng gà chứ. Không, gà mà nó đỏ thiếu sợ thì còn hơn màu sơn nữa. Thắng xe cho mọi người xem, đỏ rực luôn. Có hai chị này đang quay TikTok nè mọi người. Rồi nói chung là đi vô đây hồi hết biết đường ra mọi người ơi. Ở đây quay hai cái cây sứ này cho mọi người xem nữa nè. Đó, hai cây sứ cái góc chà bá lửa luôn. Hồi vô đây mấy chỗ hoa mini nhiều lắm. Nói chung mình chạy nãy giờ chứ không biết đi đường nào rồi đó. Thấy là biết không biết đường ra rồi. Còn mọi người biết cái bông này bông gì không? Mọi người nó li ti này, nhỏ nhìn đẹp quá. Nó vô chậu nè. Mà cái bông này nó lâu tàn lắm nha mọi người. Cái chậu bông nhỏ bông li ti nữa lâu tàn lắm.
qua đây. Đây là bông giấy. Đây đi. Có để giá tiền mọi người. Mấy chậu bông nhỏ nhỏ đó là nói chung nhìn nó đơn giản thì 60 ngàn nha. Ngày mai thì quá trời đó. Bán bông mà nhìn thấy thư sinh nữa mọi người. Đẹp trai, bán bông mà đẹp trai lắm. Kê Liên Quân. Quẹo qua đây. Thôi giờ chạy ra thôi mọi người ơi, vô cái đường này hết biết rồi đó, bây giờ chạy ra đây thôi đó mọi người. Thì ra đây là mọi người thấy cái chữ gì thì mọi người biết rồi. Còn bên này bán bó, bán bó về cái đấy mình cắt ra xong rồi mình trưng qua cái chậu hoa nha mọi người. Rồi hẹn gặp lại quý khách luôn. Thôi thì kết thúc cái video tại đây nha mọi người. Giờ Giang cũng về nghỉ ngơi nha. Rồi cuối năm này, năm mới Tết đến thì Giang chúc mọi người sức khỏe luôn. Rồi gia đình rồi an khang thịnh vượng nữa nha mọi người. Đây có bán bông hồng nữa mà Giang nghĩ bông hồng nó không có ra bông. Mọi người xem video cảm thấy hay thì cho Giang đăng ký kênh ủng hộ để kênh Giang phát triển ngày càng nhiều hơn mọi người. Giang sẽ quay nhiều video nữa cho mọi người xem. Rồi bye bye mọi người nha.